Chào anh em, và rất vui lại gặp anh em trên kênh của Đỗ Văn Hồng của em nha. Thì hôm nay em dọn kho thì em mới thấy cái con này. Con kích này là 24V 1600W. Hàng này thì cũng là hàng sinh chuẩn nhưng mà chất lượng nó không tốt nha mấy bác. Có nghĩa là công suất nó không được thực. Ví dụ như nó ghi 1600W thì mình dùng cả tầm 600W hoặc 500W quay đầu thôi nha. Còn nếu sử dụng hơn thì kích nó sẽ cắt. Đấy, đây là loại trước em có test các loại 12V rồi nha. Thì hôm nay em sẽ mở ra giới thiệu cho mấy bác. Thì bác nào có nhu cầu dùng ít những khi mất điện. Đấy, những khi mất điện mà đang có hệ thống bình mà 24V. Đấy, đang có hệ thống bình 24V thì mấy bác mua con này là ok. Thì ở đây nó cũng ghi là 1600W nhưng mà theo em nghĩ thì dùng cả tầm 5-600W thôi mấy bác nha. Nó cũng không không được một nửa công suất đâu. Nếu các bác chạy hệ 24V cũng có thể là được. Nhưng mà theo em nghĩ thì kích nó sẽ rất nóng. Thời gian qua bác nào đã dùng con này rồi thì biết nha. Nhưng bác nào đã dùng con này là chắc chắn là biết. Thì nếu ai mà có xem sản phẩm này mà có thấy mình phù hợp với con này. Con này giá của nó nếu bác nào mà lấy em để cho mấy trăm ngàn thôi nha. Đấy. Thì cái này em mua từ tháng tháng 6 này. Thời tháng 6 2018. Lâu lắm rồi. Đấy, em để ở kho. Em để ở kho thì cũng không 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 biết. Hôm nay dọn kho thì mới nhìn thấy nha. Nên cũng quay lên đưa cho mấy bác và em test qua luôn. Đây với hai cái bình 150 của Vision nha. Bình này thời gian qua em bán cũng có rất nhiều bác. Nhờ em lấy thì em cũng lấy cho rất nhiều người rồi nha. Bây giờ mấy bác cùng em sẽ kết nối và thử test con này coi là chính xác nó chạy được bao nhiêu watt là nó cắt nha. Nói đúng nha, nhìn cái dây nó làm là không chất lượng nhỉ mấy bác. Nhìn cái dây với cái kẹp nó làm nhìn là không không mê được. Đấy. Thì hàng làm sao thì mình nói vậy thôi nha mấy bác. Chứ mình cũng không không nói kém hoặc là không nói hơn. Đấy, và bây giờ em sẽ xin được kết nối này. Bên đây là cộng âm bên này nè. Đấy, cộng dương bên này. Các bác nhớ kết nối cho đúng âm dương nha. Đấy, khi các bác cắm vào thì đa phần là kích nó sẽ nổ đẹp một phát. Để nó nạp vào tụ đấy. Tại vì hệ thống ở trong nó có tụ mà. Nhưng mà sau đấy lại không vấn đề gì đâu nha mấy bác. Và bây giờ em xin được bật kích này. Thì ở đây nó sẽ báo là 26V, 26.4V. Và ở đây em sẽ có một cái đồng hồ đo vôn này. Đo vôn bên DC nhé. Em sẽ cắm vào đây. Để em thử coi là chính xác nó tải được bao nhiêu watt nó sẽ cắt nhé. Đây. Đấy. Ở đây nó báo là 26,5. Ở đây là 26,4. Tại vì trước em có test một lần nhưng mà cái đồng hồ này nó báo không đúng. Nhưng mà thực ra con kích này nó chạy không được. Nhưng mấy bác lại bảo là do bình tụt. Không phải đâu mấy bác. Con kích này nó chỉ chạy được như vậy thôi. Và bây giờ em xin cắm một cái ổ cắm đo công suất ở đây. Bây giờ watt nó đang là 0,0 nha mấy bác. Và em xin cắm một cái ổ cắm này. Đây. Ổ cắm em cũng làm một cái ổ cắm nhiều lỗ cho mấy bác xem cho sướng nha. Đỡ lằng nhằng nha mấy bác. Và em cắm vào đây. Đấy, cắm vào đấy. Đấy, em để tổng thể như thế này cho mấy bác xem luôn cho nó khách quan nhá. Đây nha, ổ cắm em cắm vào đây này nha mấy bác. Đây là một cái đồng hồ đo AC. Em cũng kết nối vào đây cho mấy bác xem luôn nha. Đây, em cắm vào cái ổ cắm ở dưới này. Các bác nhìn nha. Đây này. Đấy, nó lên là 233V này. À, giờ để đâu đây? Đây, để ở đây đi. Để đây. 233V. Và đây là cái nồi cơm điện em đã để sẵn ở đây nhá. Đây, cái nồi cơm điện này. Em cắm vào này. Và em bật xuống chế độ nấu nha. Đấy. Thì mấy bác để ý lên mấy cái đồng hồ nha. Bây giờ công suất nó đang lên là 442W.
Em sẽ kẹp dòng DC coi nó được bao nhiêu nha mấy bác. Đây, em sẽ kẹp dòng DC. Đây, em kẹp vào cộng dương này. Bây giờ lên được là 19A nha mấy bác. 19.6A. Đấy, vôn bình bây giờ đang là 25,8V này. Đang cực kỳ đầy nha. Điện áp AC bây giờ đang là 225V. Công suất bây giờ đang tầm được 440W. Đây các bác xem này, 440W. Điện áp này. Đấy, điện áp này không quan tâm tại có cái đồng hồ dưới thôi. Watt của nó giờ đang là 443W nha mấy bác. Đấy, bác để ý dòng bên DC này. Đấy. Thế này là hệ 24V nha. Dòng của nó bây giờ đang là 19.6. Em sẽ cắm thêm một cái này, cái vào bóng sợi đốt này nữa nha. Đây, và em cắm xuống ổ này. Thì mấy bác để ý coi bây giờ nó lên bao nhiêu nha. Công suất bây giờ nó lên là 565W và dòng của nó bây giờ đang đo được là 25A. Đấy, điện áp bình bây giờ của nó đang là 25.6 nha. Kích đã nóng rồi nha mấy bác. Loại kích này dùng thì tương đối nóng nha. Những em bác nào dùng rồi thì chắc biết rồi nha. Bây giờ em xin là bật cắm thêm một cái súng bắn cao nén nha mấy bác. Đây, các bác để ý công suất bây giờ coi nó lên bao nhiêu nha. Em bật này. Đấy, khi mà em cắm cái súng bắn kéo nến này vào chưa chưa kịp mà nới thì kích nó đã cắt nha mấy bác. Mấy bác phải để ý là bây giờ cái kích nó lúc này nó được có 500 mấy thôi, kích đã cắt rồi nha. Và mấy bác cứ đợi một lúc đi. Đợi một lúc đi để nó kích nó mát nó sẽ chạy lại nha. Đấy, mấy bác hồi nãy thấy là một cái nồi cơm là tầm 440W này. Với một cái bóng kia là em cho hẳn của nó là 200W thì nó mới được 600W thì chạy một lúc thì kích đã cắt nhá. Kích nó nóng nó sẽ cắt ở nhà mấy bác. Đấy. Bây giờ hiện giờ đang không có điện nha. Ampere đang 0,4 này. Bác thấy không? Ampere đang là 0 0 0 0,04 A nha. Đấy, thì mấy bác đợi một chút đi, kích kiểu gì nó mát thì nó sẽ chạy lại. Kích nó sẽ rất nóng nha mấy bác. Nên là đợt trước em có test video á, có mấy bác bảo là do là cái điện áp này nó tụt nên nó cắt chứ thật ra là cái kích chưa quá tải đâu. Nhưng không phải mấy bác, không phải đâu. Tại vì cái dòng này nó chỉ được có như vậy là nó được vậy thôi. Đấy. Hiện giờ là nó tắt hẳn nha. Nó tắt nhưng không biết nó có bật lại hay không thì các bác đợi một chút nha. Đợi một chút không bật lại thì em sẽ tắt đi bật lại nha. Thì em đợi nãy giờ rồi. Đợi cũng một lúc rồi đấy mà không thấy cái kích này nó bật lại nha. Có nghĩa là khi mà nó nóng rồi nó cắt là nó cắt luôn, nó quá tải đấy, nó cắt là nó cắt luôn nó không bật lại. Bây giờ em tắt để bật lại nha. Giờ em tắt để em bật lại này. Đấy. Thế là mấy bác thấy là trên thị trường bây giờ thì nó có rất nhiều loại khác nhau nha. Đấy mấy bác thấy không? Về nó ghi là đấy cái vôn vôn ở trên này nó ghi không được chính xác này. Đấy, ở đây là đang còn bình của nó đang là 25.5 nha và trên đây nó tụt xuống còn 24.8 nha. Nên là em mới phải làm một cái đồng hồ riêng bên ngoài ra như thế này cho mấy bác xem, không nhiều khi mấy bác lại bảo là bình hết rồi nha. Bình này là bình mới tinh, đang đầy ắc nha. 25.5 mà có tải tầm 600W mà nó tụt xuống tầm này là bình đang còn cực kỳ đầy nha mấy bác. Bình gần như là đang còn đầy. Vôn thì nó vẫn giữ cho mình được 223V. Đấy, trên 220V. Nhưng mà về tải thực của nó thì nó chỉ tải được cỡ tầm 1 phần 3 nhé. Đấy, theo em nghĩ là tầm 1 phần 3 là nhiều đấy. Không được 1 phần 3 đâu. Đấy, bây giờ ampere đang lên là 25 này. Em cần cắm cái súng bắn keo nến về vào là nó cắt nhé. Này em đang cắm vào em là cứ tưởng là cái súng này nó hư nhưng không phải nha. Cắm vào là kích nó cắt ngay. Đấy, nó không dùng, nó không thêm được nữa nha. Đấy, lúc này em cắm vào em là cứ tưởng cái súng này nó bị hư rồi. Đợt trước mới trù nó xong tưởng nó hư nhưng mà thật ra không phải là do cái súng bắn keo nến này mà do cái kích này nó không chạy được nha mấy bác. Đấy,
Bác nào mà lâu lâu em mất điện mà mình có những cái bình, ví dụ như bình xe đạp điện đấy, mình có hệ 24V, có hai bình 24V thì mấy bác mua con này về chạy cả tầm 2-3 cái quạt, 1-2 cái bóng thì chạy vô tư, hoặc là xem một cái tivi nho nhỏ nữa thì không vấn đề gì nhá mấy bác, nếu mà khi mất điện. Còn mà để dùng thực tế mà tải lớn mà dùng pin năng lượng mặt trời thì dùng con này không ok nha. Tại vì theo em đánh giá thì con này nó dùng dùng rất chi là nóng, mà cái gì nóng rồi thì dùng nó không bao giờ nó được lâu. Thì linh kiện các thứ ở bên trong là nó sẽ nhanh bị bung nha. Đấy. Thì em cũng test qua cái con kích 1000, nó ghi là 1600W, nhưng theo em nghĩ thì công suất thực của nó tầm được 500W, 500W quay đầu thôi nha mấy bác. Còn mấy bác dùng 700-800W hoặc một nửa quay đầu thì đảm bảo thì cỡ tầm chục phút gì đó thì nó sẽ kích này nó sẽ tự động nó cắt ngay nha mấy bác. Thì rất cảm ơn mấy bác đã theo dõi những video em đưa lên, và bác nào có nhà ý muốn lấy cái con kích này thì cứ liên hệ với em, thì giá của nó có mấy trăm ngàn chưa đến 1 triệu đâu nha mấy bác. Thì mấy bác nào mà cần con này thì cứ liên hệ với em, con này em mua lâu lắm rồi nha, con này em mua được gần 2 năm rồi, gần 2 năm rồi nhưng mà em để trong kho rồi, hôm nay em lục kho em mới thấy nha. Thì cảm ơn mấy bác đã theo dõi hết video của em nha. Và xin được gặp lại mấy bác ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mấy bác.